Em gái Kim Jong-un lần đầu ra tuyên bố chính thức chỉ trích Nam Hàn. Trong tuyên bố công khai đầu tiên, em gái của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un đã lên án nước láng giềng Nam Hàn vì phản đối các cuộc diễn tập bắn đạn thật mới nhất của Bắc Hàn. Bà Kim Yo-jong phụ trách vấn đề tuyên truyền ở Bắc Hàn và thường xuyên xuất hiện cùng anh trai tại các sự kiện lớn, trong đó có hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Trump và các nhà lãnh đạo khu vực. Theo giới quan sát, việc tuyên bố của bà lần đầu tiên được truyền thông Bắc Hàn đăng tải cho thấy khả năng bà đã thăng chức. Trong tuyên bố đưa ra tối ngày 3 tháng 3, bà chỉ trích văn phòng Tổng thống Nam Hàn vì đã bày tỏ quan ngại về việc Bắc Hàn bắn đạn thật, đồng thời kêu gọi Nam Hàn chấm dứt các hành động không làm giảm sự thù nghịch quân sự. Bà Kim Yo-jong không nêu cụ thể tên của Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in, người bà từng gặp nhiều lần. Bà chỉ nói rằng phản ứng của Nam Hàn rất đáng tiếc và thất vọng, nhưng cũng khá may là nó không phải là tuyên bố trực tiếp của Tổng thống. Bộ Thống nhất Nam Hàn, cơ quan chuyên giải quyết các vấn đề giữa hai miền Nam Bắc, hôm 4 tháng 3 cho biết không có bình luận cụ thể về tuyên bố của bà Kim Yo-jong.